Hello, xin chào mọi người nha. Lại đây em đây, Phạm Khánh đây. Hôm nay em lại tiếp tục em về cái nhà vườn của em nha mọi người. Để ngăn mấy con chim ra, em bắt rời ra để em ép chim sinh sản nha mọi người. Lát nữa anh em đang định đi thả lưới cá nên em sẵn lát nữa em quay cho mọi người xem giải trí ha. Đây. Mình tách ra chuồng nghe mấy bạn. Mọi người ơi, đây nè. Cái này nó còn thứ 3-4 con trống luôn. Em phải mua thêm máy rồi. Tự nhiên hôm nay trống quá trời. Tách ra chuồng em để con trống 3 con máy. Tự này thiếu máy nè. Em mới tách chuồng. Một chuồng nè. Chuồng này là 3 con máy với một đó, 3 máy, 1 trống. Bên đây cũng 3 máy, 1 trống mọi người. Đó, 3 máy, 1 trống nha mọi người. 3 máy, 1 trống. Bên đây 3 máy, 1 trống. Bên đây trống xanh, nãy là 2 trống đỏ. Này trống xanh với 2 máy để ép cho nó là trứng nó đạt được số lượng. Tháng nữa là bắt đầu là cho nó sinh sản, nó bắt đầu sinh sản rồi mọi người. Giờ anh em đi thả lưới kiếm ít cá lồng tông về chiên bột nha mọi người. Có không vậy trời? Có không? Bắt đầu thả. Nguyên cánh đồng không à? Cái góc nhà kìa, góc nhà vườn mình. Máy thôi chứ đâu cần phải không? Có quẹt nè. Xả đủ gió đó. Quẹt được không? Quét đâu? Chấm hả? Dư lưới là nó kéo một cái nó dính hơi gì nhá. Hả?
dân xéo qua đó luôn hả? Ờ. Chân mới chiều về đem về kho tiêu. Kéo qua này cho nó hết luôn, hết lưới luôn. Ừ, mé thôi. Rồi, cắm cái cây ở đó, đủ đĩa ra thôi. Đó, cái trang chỗ em luôn đó. Rồi, chút xíu chờ kết quả nha mọi người. Lát nữa em dở lên có cá cái quay cho mọi người xem ha. Rồi, dân xong rồi. Trời ơi, bây giờ anh em cuốn lưới nha. Trời ơi, coi kìa, nó dính dữ quá, sao nó ra giữa ao luôn rồi. Thấy không? Rồi cuối cùng có dính không, để coi kết quả nha mọi người. Ghê à, dính cá lóc kiến luôn hả? Trời ơi, chào bá luôn kìa. Ù, mới đem gì nướng được á. Wow, em cuốn đầu kia em cuốn tới chứ. Thôi bắt cái kiến ra để nó dắt đuôi sao. À vậy hả. Thôi ok, có kìa, cá lồng tông quá trời luôn. Trời, đụng lưới này muốn dính cá lồng kiến đó trời. Trời ơi, trò bá luôn, như chiếc tàu ngầm vậy. Ôi về, trời ơi, nó như cái chiếc tàu ngầm vậy mọi người. Một em con đó gì nữa, nướng ha. Nướng mọi xong cái ăn cái thịt nó như thịt gà sướng. Rồi thu lưới, thấy nói chung có dính rồi đó. Không ít đâu. Đó, trời ơi, vậy mà ít gì. Em cuốn lên luôn chứ. Cuốn vậy hả? Sao có khúc đầu vậy? Nhiều nó không chạy. Nó thất thu. Chưa thấy kỳ vậy. Chúng nó dính là nó dính cá lớn không à. Lưới này là dính cá lớn nhiều.
không, dư nồi kho tiêu. Này là dư nồi kho tiêu. Kho tiêu là dư rồi. Ừ. Hay được. Ôi ôi, có nó mục múp kìa. Đó không? Dính mà nào ta bán cái kia cua hải được nào có tiền. Kia này không? Thì anh có cọc không? Có. Kéo đơn. Ồ, con sao rách lưới luôn rồi. Con gì nó tông rồi. Cái đục kiếm gì? Chắc vậy. Rất rách nguyên lỗ luôn. Anh tháo vô kia đi. Ôi, được nồi kho tiêu. Xong kết thúc rồi, xin cảm ơn mọi người nha, em kết thúc clip ở đây nha mọi người. Có gì người xem vui like với đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người.